Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Rap Comment Hỏa Tốc. Chắc hẳn là anh em khi mà thấy mình với Sơn ngồi đây thì cũng rất là hào hức, bởi vì là cũng biết là mình sắp được giải đáp những cái câu hỏi cũng như là cái thắc mắc của mình, đúng không nào? Và mình biết là những câu hỏi anh em đặt ra thì cũng có rất là nhiều anh em viewer khác cũng có chung những cái thắc mắc cũng như là câu hỏi như vậy. Thế nên là chúng mình không chần chừ thêm nữa mà mình và Sơn sẽ giải đáp những câu hỏi trong tuần này luôn, được không nào? Okay. Sơn đã sẵn sàng chưa? Rồi, mình sẵn sàng. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên luôn nhá. Ok. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Khánh Nguyễn. Bạn ấy có hỏi là cho mình hỏi là một con Ryzen 7 RAM 8GB đùa lên thành 16GB cạc onboard với một con i7 RAM 8GB cạc mới 450 thì con nào khỏe hơn vậy ạ? Thứ nhất ấy là còn tùy xem Ryzen 7 của bạn sử dụng phiên bản gì. Thứ hai ấy là còn phải tùy xem MX450 của bạn là GDDR5 hay GDDR6 nữa. Cho nên là cái câu trả lời của nó, để mà trả lời được rõ cụ thể nhất cho bạn ấy, thì bạn có thể là bạn hãy vào cái group của chúng mình và bạn hãy đăng bài lên đó. Thì mình sẽ để cái link group ở phía bên dưới phần mô tả của video nhá. Group yêu laptop thì chúng mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của bạn. Còn để mà coi như là mình cứ mắc hết cấu hình lên đi nhá. Ryzen 7 5700U đi và RAM 16GB dual channel cạc on thì em đó thì mình nhớ không nhầm sẽ được sử dụng là Vega 8 và i7 RAM 8GB MX450 thì MX450 mình cứ cho lên thành DDR6 đi. Thì với DDR6 thì em nó sẽ ăn tới là 25W điện cơ. Cho nên là mình có thể cân được khá là nhiều các tác vụ, thậm chí là nặng ở trên con MX450 này. Và khi mà con này ra mắt ấy thì một số chuyên gia đánh giá rằng là cái con MX450 này phiên bản DDR6 nó còn thậm chí là nó mạnh ngang với cả GTX 1650. Vậy thì thông qua cái câu hỏi đầu tiên của bạn Khánh Nguyễn thì mình nghĩ là Sơn cũng đã giải đáp cho bạn rồi. Và mình cũng muốn nhấn mạnh cho anh em một lần nữa là nếu ví dụ mà anh em khi mà đặt câu hỏi ấy, thì cố gắng là đặt câu hỏi một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Thì khi đó chúng mình sẽ đưa ra một cái câu trả lời nó đúng và sát nhất, đúng không nào? Ngoài ra là nếu mà anh em mà có một số những cái thông số kỹ thuật mà anh em không biết ấy, thì hãy tham gia cái nhóm group ở trên Facebook của chúng mình là nhóm Ulaptop. Thì ở đấy chúng mình có thể là giao lưu cũng như là trao đổi, nó sẽ được kỹ càng hơn rất là nhiều, đúng không? Bởi vì là khi mà đặt câu hỏi trên này, khi mà mình tổng hợp lại thì có nhiều cái nó không được rõ ràng. Thế nên là có thể là chúng mình đưa ra những cái câu trả lời nó không được chính xác 100%, đúng không? Đấy, thế nên là anh em rút kinh nghiệm nhá. Chúng ta đến câu hỏi số 2 là của bạn Trịnh Gia Hưng. Bạn hỏi là cho em hỏi với giá 30 triệu trở xuống thì có laptop nào màn đẹp cho công việc đồ họa, cụ thể là edit video, chỉnh sửa ảnh, ngoại hình không cần hầm hố như là Acer Nitro 5, chip Ryzen, sử dụng được lâu dài và chơi được tốt các game online như là Valorant hay là LOL, game offline thì chơi ở mức cấu hình thấp không ạ? Em cảm ơn. Ok, với những cái nhu cầu của bạn không cần một chiếc laptop ngoại hình hầm hố thì mình nghĩ rằng là để mà chiến được các game trong cái tầm giá đó, tầm giá dưới 30 triệu thì mình có rất là nhiều sự lựa chọn, thậm chí là sự lựa chọn ngon luôn bạn nhá. Ví dụ như là iPad 5 Pro phiên bản 16 inch luôn, VBook Pro 15 hay là VBook Pro 14X đều là trong tầm giá dưới 30 triệu, những con laptop khá là ngon. Ngoài ra thì sẽ có thêm con là Dell Inspiron 16 Plus hôm trước mình đã trên tay cho anh em. Thì mình khá là thiên về con laptop này, mặc dù nó dùng card onboard mà thôi nhưng mà nó lại có thể khả năng nâng cấp RAM. Đấy, thì mình có thể nâng cấp lên và mình sử dụng về lâu về dài hơn rất là nhiều so với cả những cái mẫu laptop như iPad 5 Pro hay là VBook Pro thì sẽ chỉ sử dụng RAM onboard mà thôi. Mà nâng cấp RAM được thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho công việc sau này, đúng không? Ok, vậy thì đến câu hỏi số 3 luôn nhá. Câu hỏi số 3 là của bạn Dịt, là giữa Asus Zenfone G15 và HP Omen 16 thì con nào sẽ có hiệu năng, chất lượng build và tản nhiệt ngon hơn ạ? Mình chỉ chơi FIFA Online 4, GTA 5, Valorant và tầm 45 triệu trở xuống thì có con nào ngon hơn hai con này không? Mà mình cần máy nhẹ vì công việc di chuyển lại nhiều, thế nên là nhưng mà vẫn thích máy gaming để giải trí khi rảnh. Với cái nhu cầu rằng là di chuyển lại nhiều, đi lại nhiều thì chắc chắn là Zephyrus rồi. Với cá nhân mình thì mình sẽ lựa chọn Zephyrus cho cái nhu cầu di chuyển lại nhiều. Màn hình nó cũng rất là đẹp và trong tầm giá 45 triệu trở xuống thì bạn không hề thiếu các sự lựa chọn, thậm chí là rất là ngon như kiểu là Legion 5 Pro này. Đấy, hay là những cái sự lựa chọn khác như là MSI Pulse GL66. Nó cũng đều là những cái chiếc laptop nó rất là ngon trong tầm giá. Với những cái nhu cầu của bạn kể trên ấy thì những game này nó đều đáp ứng cho chúng ta rất là tốt vào các tác vụ đó. Và còn về tản nhiệt ấy thì nó cũng không khác biệt nhau nhiều đâu, cho nên là chúng ta không cần phải quá lo lắng đâu nhá. Rồi. Với những cái dòng gaming thì đương nhiên là có cái độ tản nhiệt nó cũng sẽ tốt hơn, đúng không? Thế là anh em không phải lo nhá. Câu hỏi số 4 là của bạn Wellen52. Bạn ấy hỏi là cho em hỏi dưới 25 triệu học công nghệ thông tin thì có nên chọn IdeaPad 5 Pro không ạ? Nếu có thì nên lấy bản Ryzen 5 5600H hay là Ryzen 7 5800U nhỉ? Để mà nếu mà bạn học công nghệ thông tin, nếu mà bạn học về những ngành như kiểu là code các thứ ấy, thì mình thấy rằng là Ryzen 5 cũng đáp ứng được đủ cho bạn rồi. Okay. CPU đó thì mình nghĩ rằng là cũng không quá là quan trọng trong ta, nhưng mà bạn hãy nhớ cho mình một điều ấy là hãy lựa chọn giúp mình option RAM 16. Ok, RAM 16 nó sẽ tối ưu cho bạn.
và đặc biệt là RAM 16 trở lên bạn nhé. Ok, đó là câu trả lời của mình. Ok. Câu hỏi số 5 là của bạn Chí Lê. Bạn có hỏi là 28 triệu đổ lại thì máy nào dành cho ngành kiến trúc và chơi một số game như LOL, PUBG? Em cảm ơn. Dành cho ngành kiến trúc ấy thì mình thấy rằng là có mẫu TOF Dash F15 FX516 HN001T. Thì với cái máy này nó sẽ có là i7 RAM 8 RTX là 3050. Thì nó sẽ đáp ứng được khá là tốt vào các cái nhu cầu của bạn, và đặc biệt là trong cái mức giá khoảng dưới 28 triệu thì cấu hình như thế là khá ngon rồi. Ngoài ra thì cũng có thể chiến PUBG rất là ngon và mượt. Nó còn mỏng và nhỏ gọn. Thật ra cái dòng tube đấy nó rất là phù hợp cho các bạn sinh viên, bởi vì là nó có một cái độ mỏng nhẹ với thiết kế rất là thanh lịch để chúng ta có thể mang đi học hay là mang đi làm, nó tiện lợi hơn so với cả những mẫu laptop gaming khác thiết kế đồ sộ hơn. Mà cấu hình vẫn đủ để làm việc cũng như chiến game đúng không? Đúng rồi, cấu hình vẫn rất là đủ. Thế thì quá là tiện luôn đấy chứ nhỉ? Ok, vậy thì chắc hẳn là bạn Chí Lê cũng đã có được cái đáp án cho riêng mình rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ chuyển luôn sang câu hỏi tiếp theo là của bạn Chính Trần Ngọc. Bạn hỏi là: anh ơi, cho em hỏi là em đang có 18 triệu giữa MSI Model 15 Ryzen 5 5500U và Dell Voltro 5515 phiên bản Ryzen 5 5500U thì em nên chọn con nào ạ? Thật ra thì hai cái mẫu này nó khá là ok và nó cũng không có khác biệt nhau quá là nhiều bạn nhé. Tuy nhiên ấy thì cái mẫu Voltro 5515 Ryzen 5 giá nó hơn 21 triệu chứ không phải là hơn 18 triệu như là bạn đã hỏi đâu nhá. Ok, thì vậy thì với cái budget của bạn thì chỉ nên chọn được là MSI Model 15 thôi đúng không? Đúng rồi, trong tầm giá khoảng 18 triệu thì Model 15. Ok. Vậy thì câu hỏi số 7 sẽ là của bạn Hưng Huỳnh. Bạn hỏi là: anh ơi, cho em hỏi là dưới 20 triệu thì có laptop học online tốt 2:1 tức là xoay gập màn hình cảm ứng 15 inch Core i5 mỏng nhẹ thôi anh nhá, anh tư vấn giùm em. Màn 15 inch mà 2:1 thì mình nghĩ là khó, gần như là không có đâu, khó kiếm đấy. Mình nhớ rằng là có con 16 inch 2:1 thì có con MSI Summit E16 đấy, con mà hơn 40 triệu đấy thì nó còn có màn hình to khoảng hơn 15 inch, chứ còn 15 inch mà trong tầm giá này thì mình thấy rằng là khó để tìm được 15 inch mà chỉ có 14 inch thôi. Thì với nhu cầu của bạn, nếu màn hình cảm ứng ấy, thì bạn có thể tham khảo qua Dell Inspiron 15 515 Ryzen 5 và RAM 8GB 256 SSD thì nó sẽ có màn hình cảm ứng đáp ứng được nhu cầu của bạn. Ok. Vậy thì mình nghĩ là với 15 và 14 inch thì nó cũng không có quá là nhiều cái chênh lệch đâu. Thế nên là mình nghĩ là bạn vẫn nên chọn em 14 inch thì sẽ có cái option đó là Dell Inspiron 5515 đúng không? Đấy, như bạn Sơn đã đề xuất. Ok. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 8 là của bạn Vũ Đình Trà. Bạn ấy có hỏi là: em đang dùng HP 430 Gen 3 chip i5 6200 thì cho em hỏi là có chơi ổn được Genshin Impact không ạ? Để mà chiến ổn Genshin Impact ấy, thì cấu hình của nó yêu cầu tối thiểu là i5, RAM 8 và GT1030 đúng không nào? Thì để mà biết thêm về cái chi phí mà bạn có thể bỏ ra và tối ưu được cho cái chiếc laptop đó thì nếu có thể bạn hãy inbox trực tiếp cho các đội ngũ kỹ thuật của đội ngũ tư vấn của fanpage Laptop World thì các anh ấy sẽ tư vấn cho bạn nhanh nhất có thể để bạn có thể biết rõ được cái chi phí bạn bỏ ra nó có thể được bao nhiêu và tối ưu được cho cái cấu hình mà bạn có thể chiến được game đó bạn nhé. Ok, vậy thì bạn Vũ Đình Trà hãy nhanh tay inbox cho fanpage để có thể là giải đáp được những cái thắc mắc cũng như là những cái nhu cầu của bạn luôn nhá. Ok, vậy thì câu hỏi số 9 là của bạn Gia Bảo Nguyễn. Đấy, bạn này cũng có tên giống bạn Sơn này. Ok, tên bạn ấy có hỏi là: Acer Nitro 5 mình xài tầm 6 đến 7 năm có ổn không ạ? Em cảm ơn. Acer Nitro 5 thì mình nghĩ rằng là rất ổn. Nếu mà bạn cứ vệ sinh hẳn hoi cẩn thận này thường xuyên, rồi bạn dùng giữ gìn nâng niu nâng như nâng trứng hứng như hoa, rồi là vệ sinh các thứ tra keo tản nhiệt đều đặn thường xuyên ấy, thì em nó có hoàn toàn là trụ được cho bạn khoảng 6 đến 7 năm chuyện bình thường. Ok. Thực ra là mình thấy cái tuổi thọ của em pin cũng phụ thuộc khá là nhiều vào người dùng đúng không? Người dùng tốt thì máy dùng lâu, còn người dùng mà cứ thì chắc là thì mình nghĩ là chắc 1-2 năm. Ok. Câu hỏi số 10 là của bạn Bùi Trần Yến Nhi. Cho em hỏi, với cùng phân khúc 25 đến 30 triệu thì pin của MacBook so với những dòng máy khác tuổi thọ chênh lệch nhiều không ạ? 25 tới 30 triệu pin của MacBook, mình nghĩ rằng là MacBook nó là đấm rồi. Đúng rồi. Đấm tối cao rồi. Có cái dòng MacBook Pro M1 nhỉ? Đúng rồi. M1 em đấy thì hiện tại đang cháy hàng nhìn rất khó tìm, nhưng mà để mà so sánh giữa pin ấy thì MacBook chắc chắn là nó sẽ gọi là ở một cái tầm cao khác so với cả những mẫu laptop khác, chúng ta không nên đem so sánh. Còn trong khoảng giá, nếu mà bạn muốn tham khảo thêm những cái mẫu laptop khác ấy, thì bạn có thể tham khảo qua LG Gram 2021 thì nó cũng là một chiếc laptop rất là nhẹ, chỉ có 999g mà thôi. Rất là nhẹ để chúng ta có thể mang đi học hay mang đi làm rất là tiện đúng không nào. Ngoài thì những cái mẫu ZenBook cũng thế, trông rất là sang chảnh, thiết kế thì rất mỏng. Ok. Vậy thì câu hỏi số 11 luôn nhỉ. Câu số 11 là của bạn Kiều Trinh Nguyễn Xuân. Bạn ấy có hỏi là: mọi người cho em hỏi với ạ,
em học kinh tế muốn Photoshop edit video đơn giản thì có máy nào phù hợp trong tầm giá 15 đến 18 triệu mà mỏng nhẹ không ạ? Trong tầm giá này thì bạn cố nhích thêm một chút nữa thôi. Trong khoảng độ hơn 18 triệu, 19 triệu thì có con Q408 UG. Nó là cũng là một đấng trong tầm giá. Không có em nào vượt qua được em đấy với những cái nhu cầu trên, và đặc biệt ý, Photoshop với edit video thì cần nhất là cái gì? Các đồ họa rời với cả màn hình đẹp. Thì em Q408 là cái máy mà duy nhất trong tầm giá nó trang bị trong ta cái đấy. Vậy thì với bạn Kiều Trinh Nguyễn Xuân nhá, nếu có thể bạn có thể nhích PUBG lên một chút thì bạn có thể lựa chọn em Q40UG thì sẽ là một cái lựa chọn thực sự là top 1 trong cái cùng với phân khúc mà bạn đang cân đối nhá. Ok, câu hỏi số 12 là của bạn Ngân Nguyễn Kim. Bạn hỏi là em có học tập chỉnh ảnh edit video nhẹ, có game như là LOL, FIFA thì trong tầm giá 18 triệu máy Vivobook M513UA bản Ryzen 5 5500U có đáp ứng được không ạ? Cho em hỏi thêm là có nên mua bản màn hình OLED không ạ? Với những nhu cầu bạn kể trên ấy thì cấu hình đấy là một cái combo cấu hình mà hoàn toàn đáp ứng được tốt cho bạn những cái nhu cầu kể trên. Tuy nhiên ấy, nhưng mà bạn lo ngại về màn hình OLED nó có bị lóa hay là nó có bị gì đấy ấy, thì mình có một cái tip sử dụng màn hình OLED nó như thế này. Đấy chính là bạn hãy giảm cái mức độ sáng màn hình xuống ở mức vừa phải, vừa đủ nhìn thôi. Đừng lên đẩy lên sáng quá bởi vì nó rất là lóa, màn hình OLED thường nó rất là sáng. Đấy, và nó là màn gương đó thì hạn chế sử dụng ở những cái môi trường mà nó ngược ánh sáng. Khi nó hắt vào màn hình cho nó hắt vào mắt chúng ta thì lúc này trông nó rất là bị tức mắt và rất là khó chịu. Đó là những cái lưu ý cơ bản nhé. Còn với màn OLED thì nó là cái xu thế của năm 2021-2022 rồi. Thì mình nghĩ là lựa chọn cũng là một cái sự lựa chọn hợp lý. Mà nhu cầu chỉnh ảnh edit cũng như video thì mình nghĩ là màn hình OLED nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với màn hình IPS đúng không? Màu sắc các thứ trong tầm giá thì nó sẽ chuẩn xác hơn so với cả mẫu màn hình IPS trong cùng tầm giá. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đến luôn với câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay, đó là của bạn Tuấn Nguyễn. Bạn hỏi là giờ nên mua laptop đời 2021 hay đợi các mẫu 2022 ra rồi mua anh? Mong anh sớm phản hồi ạ. Ok, thì thật ra ấy, thì nếu mà bạn có nhu cầu, thật sự là bạn có nhu cầu, bạn cần sử dụng ấy, thì bạn vẫn phải mua mà thôi. Chứ còn công nghệ mà nếu mà bạn mua sờ sang 2022 xong rồi bạn thấy có con máy nào ngon mà ngoài mức giá của bạn, xong bạn cố bạn tiết kiệm lên tới cuối năm bạn lại hỏi là hay là chờ nốt sang 2023, thế thì chả bao giờ chúng ta có thể lựa chọn được một chiếc laptop phù hợp với bản thân mình cả. Cho nên là nếu mà có nhu cầu ấy, mà thấy có con máy nào ngon ấy, thì hãy xuống tiền quất luôn, phục vụ cho nhu cầu của mình, mua máy để phục vụ mình mà, đúng không? Rồi. Nói chung là đồ công nghệ thì nó tùy vào cái nhu cầu cũng như là cái mong muốn mà mình sử dụng bây giờ hay là về sau, chứ còn để mà chạy đuổi theo công nghệ thực sự là... Đúng rồi, với cả sang năm sau cho mình thấy rằng là cấu hình của những mẫu laptop năm sau ấy là những con cấu hình rất là khủng. Chính vì thế mà mình tin vào một mức giá nó sẽ không chỉ dừng lại ở một cái mức giá nó hợp lý như thời điểm hiện tại đâu. Đặc biệt là con chip Intel thế hệ thứ 12 đúng không? Rồi, đang rất là nhiều anh em hóng và đặc biệt chúng mình cũng hóng cực kỳ nhiều luôn. Đó, ok. Thì vừa rồi cũng là cái câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Thì mình biết là anh em cũng đang rất là hào hứng vì đã nhận được những cái câu trả lời thích đáng cho những cái câu hỏi của mình rồi. Và mình mong là ngoài những cái câu hỏi cũng như là những cái giao lưu của anh em trên YouTube thì anh em hãy tham gia vào nhóm Facebook của chúng mình có tên là Yêu Laptop, và đường link mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả để có thể là giao lưu trao đổi một cách chi tiết hơn và nhanh nhất. Bởi vì là có nhiều anh em khi mà giao lưu ở trên YouTube mà chúng mình không tổng hợp kịp ấy, thì có thể là sẽ bị lỡ mất những cái mà thời gian cũng như là cái mong muốn, đúng không? Mong muốn nhận được cái đáp án của anh em. Thế nên anh em cứ tham gia vào nhóm Facebook nữa thì có thể là nhận được cái câu trả lời nó nhanh nhất có thể. Ngay tức thì, gần như là ngay tức thì. Gần như là ngay tức thì luôn, bởi vì chúng mình lúc nào trực gọi là 24/7, đúng không? Chứ là 24 thì phải thời gian ăn uống nữa, đúng không nào? Ok, vậy thì chắc là clip của ngày hôm nay chúng ta chắc là chỉ dừng đến đây thôi Sơn nhỉ. Và mình rất hy vọng là anh em có thể dành cho chúng mình xin một like và một sub để ủng hộ chúng mình có thể ra những cái tập tiếp theo và có động lực để giải đáp cho anh em nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở tập tiếp theo.